Xin chào tất cả các bạn, đứng ngay cạnh mình đây là Toyota Vios phiên bản GRS, phiên bản cao cấp nhất và gọi là một phiên bản thể thao dành cho giới trẻ. Chiếc xe này thì sẽ có mức giá là 630 triệu đồng và đặc biệt thì màu trắng ngọc trai đang đứng ngay cạnh mình đây thì có mức giá là 638 triệu đồng. Vậy thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng xem mẫu xe này có những điểm gì hay. Đầu tiên thì có thể các bạn đã nhìn thấy ngay rồi, đó chính là bộ kit làm cho chiếc xe trông nó thể thao hơn. Phần mặt ca lăng thì không giống như ở phiên bản G mà thay vào đó cũng được chia làm 3 khoang khá là rõ rệt. Không còn là kiểu hình thang ngược mà theo mình thì nó giống như hình một cái ngôi nhà. Đoạn này thì nó hơi cật nhả nhưng mà rõ ràng thì trông nó cũng thể thao hơn và có thêm những cái chi tiết sơn đen càng tăng thêm cái điểm nhấn. Ở đây có thể các bạn đã nhìn thấy rồi, cũng có đèn sương mù. Và trên này thì nó là kiểu giả thôi chứ không phải là lưới tản nhiệt kiểu đục lỗ. Cụm đèn chính thì cũng là cụm đèn LED theo kiểu xếp lớp và nó cũng giống như là Yaris thôi. Phiên bản G thì cũng vậy. Nếu các bạn chưa xem phần chi tiết Toyota Vios phiên bản G thì các bạn có thể click ở phía bên trên đây. Sang đến phần thân đi thì các bạn cũng có thể nhận thấy sự khác biệt, đó chính là có phần nẹp sườn cũng như là bộ mâm thì được sơn đen. Mình chỉ hơi tiếc một chút thôi, đó là bộ mâm này thì vẫn là kích thước 15 inch. Nếu như mà nó là mâm 17 inch giống như phiên bản Malaysia thì nó sẽ còn ngầu hơn nữa. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ có tay nắm cửa màu đen. Đó, cái này cũng là một điểm nhấn trông khá hay. Và phanh sau thì vẫn là phanh đĩa chứ không phải là giống như một hãng xe nào đó vẫn đang sử dụng là phanh tăng trống. Ở phần đuôi thì cũng giống như là phần đầu thôi, chúng ta cũng sẽ có cái bộ kit. Đấy, các bạn nhìn thấy trông nó có thể thao hơn không ạ? Bộ kit này thì theo mình thấy là cũng khá đẹp, có thêm những cái chi tiết màu đen này tăng thêm điểm nhấn, có thêm 4 cảm biến phía sau. Và tất nhiên gọi là một chiếc xe thể thao thì không thể thiếu những cái chi tiết ví dụ như là cánh gió ở đây. Cụm đèn hậu thì vẫn giống như là các cái phiên bản kia thì vẫn là LED kết hợp cả halogen. Còn phần cốp thì đây các bạn có thể nhìn thấy, thực ra thì về kích thước của chúng là y hệt nhau, thế nên là dung tích cốp chứa đồ không có gì khác biệt. Chúng ta cùng xem lốp dự phòng. Lốp dự phòng thì đó các bạn nhìn thấy không ạ? Lốp dự phòng là bộ lốp y hệt giống như ở phía bên ngoài dùng, chứ không phải là kiểu lốp sơ cua khá nhỏ như nhiều mẫu xe khác. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tiến vào bên trong nội thất nhé. Bước vào bên trong nội thất thì phiên bản GRS này sẽ có thêm nhiều chi tiết khác biệt hơn so với cả những phiên bản thường. Đầu tiên có thể các bạn đang nhìn thấy đây, mình đang ngồi trên một bộ ghế gọi là ghế thể thao, ngồi nó cũng ôm người hơn. Và ghế này thì là ghế da trơn và cả da lộn, khá đẹp đấy. Có thêm những cái đường chỉ màu đỏ ở đây tăng thêm tính thể thao. Và các bạn có để ý không ạ, tựa đầu của mình có thêm dòng chữ GR. GR ở đây là Gazoo Racing, là một phân nhánh hiệu suất cao chuyên làm cho Toyota đó. Ở đây thì vô lăng thì cũng không có gì khác biệt, có thêm những cái đường chỉ đỏ, có những cái phím tích hợp ví dụ như là tăng giảm âm lượng này, đàm thoại rảnh tay. Cruise control thì được tách riêng ở phía dưới này, mình vẫn nói là mình thích cái cruise control nó đính thẳng trên vô lăng hơn. Tuy nhiên có một điểm mới khác, đó là lẫy chuyển số sau vô lăng thì đây là lần đầu tiên xuất hiện được cái trang bị này trên Toyota Vios. Phần giải trí trung tâm ở đây thì có Apple CarPlay. Và một điểm mới nữa thì phiên bản 2021 sẽ có thêm khóa cửa tự động theo tốc độ. Ở dưới này thì vẫn là điều hòa một vùng tự động, thiết kế thì y hệt, không có gì cả. Đồng hồ sau vô lăng thì vẫn là loại analog kết hợp LCD. Mình thì mình vẫn chia sẻ là mình thiết kế phần màn hình LCD này, trông nó khá lớn lại còn có màu. Và có thể nó sẽ còn thể hiện được nhiều chi tiết, ví dụ như là cửa nào đang mở thì các bạn có thể biết được ngay. Tuy nhiên có một điểm gọi là cũng khác biệt một chút xíu, đó là tất cả những cái kiểu màu sắc ở đây thì nó sẽ có cái màu đỏ, nó khác cả phiên bản G. Thì đây là một phiên bản gọi là thể thao hơn mà. Có một cái điểm này thì mình cũng muốn chia sẻ thêm, đó là với phiên bản GRS thì chúng ta sẽ còn có thêm hai chế độ lái là Eco và Sport. Phiên bản G thì không có được cái điều này. Và cái phần ghế này mình ngồi thì ban nãy cũng có một cái Corolla Altis trưng bày, thì mình thấy là cái ghế này ngồi nó còn êm hơn so với cả ghế của Altis. Đó. Thì bây giờ mình cùng nhau xuống hàng ghế thứ hai để xem nó còn có cái gì nữa nhé. Thực ra thì về cơ bản phần hàng ghế sau thì nó cũng giống như là phiên bản G thôi, cũng không có cửa gió điều hòa hay là cổng USB nào cả. Nhưng mà mình vẫn thích là Vios thì nó có cái sàn nó phẳng, nó không có một cái ụ ở đây, thành ra là người ngồi giữa thì nó vẫn rất là thoải mái, để chân không phải để sang hai bên. Phần ghế thì các bạn có thể nhìn thấy đây, đây cái phần đệm mút êm, có thêm bệ tì tay. Và cái khoảng đầu gối thì đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây, khoảng được khoảng 2 lần rưỡi, giống như là phiên bản G mình đã giới thiệu thôi. Đây, khoảng chống đầu thì nó ở cái mức như thế này.
chứ ngồi cũng khá ổn. Nhưng mà mình rất thích cái phần bộ ghế da mới này. Về động cơ thì Toyota Vios phiên bản GRS vẫn sử dụng chung động cơ với tất cả các phiên bản khác, đó là động cơ 1.5 lít DOHC có công suất cực đại đạt 107 mã lực và 140 Nm mô men xoắn, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp CVT. Tuy nhiên, hộp số này còn được giả lập 10 cấp số. Đây là điểm khác biệt so với cả những phiên bản thường. Về giá bán thì như mình đã đề cập, đó là 630 triệu đồng và với màu trắng ngọc trai thì là 638 triệu đồng. Các bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like nếu thích, subscribe kênh YouTube AutoPro để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.